đó đi hai đứa thành ra mở mẹ à. À. Nó luôn hổ lăng kiếm á. Wow. Con khủng long deep red. Deep red. Nè, con này nó ăn được hổ lăng kiếm á. Wow, hey. Wow. À. Hai cái cánh là kẹp con mồi lại đúng không? Cái miệng táp ở trong nó có cái máy xay nữa. Cái đầu xe á. Cái nó quang lại này. Cái này nó. Cũng là khủng long bạo chúa. Quay ngược lại cho ba thấy, ba quay thích vui nữa cơ. Ừ, đúng rồi, cho nó. Wow. Con này, mọi chi tiết nó làm khá là tinh xảo ha. Nhìn đi như là cũng không. Này là từ bằng kim đẹp. Nhưng mà con này nếu mà hết pin sẽ thay pin ở đâu? Đây là cái điều rất là bí mật, hay ở chỗ đó. Ấy thôi. Đây, đây là bộ phận để thay pin nè. Đây là bộ phận để thay pin. Không, ở dưới chứ không phải đó hả? Đâu, con dừng lại coi. Đầu để coi bộ phận thay pin coi. À, rất là đầu. Đây. Đây, rất là lợi hại. Xài hai cục pin luôn. Hết hơn mấy con bình thường á. Mấy con bình thường chỉ có một cục pin thôi. Con nhưng mà hai cục pin hết hơn. Pin này pin to chứ không phải pin nhỏ, pin 2A. Pin kia ấy, nó màu đen, còn pin này màu đỏ. Thích hợp với màu đỏ luôn. Nãy mấy con bự thì có pin bự. Đây, coi cái này sắc bén của nó coi. Nó lại ở trong Magina mới có bán một cái con hủng. Cái con hủng là ba sần á. Nó có tiền kêu là mình cũng không. Quay 360 độ luôn nè Bảo Nam. Đó, quay 360 độ đó, con quay đi. Đó. Y chang quay 360 độ luôn. Khá đẹp.